Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Ngày 25 tháng 9 tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, nỗ lực lớn, hành động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Yên Bái có đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025. Thủ tướng gợi mở một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà tỉnh Yên Bái cần tổ chức thực hiện ngay. Theo đó, phải tiếp tục triển khai hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung nguồn lực phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát huy tiềm năng lợi thế về danh lam thắng cảnh, điều kiện tự nhiên, đặc sản riêng có, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 tới đây, ngành đường sắt Việt Nam sẽ khôi phục chạy hàng ngày đôi tàu khách SB3, SB4 tuyến Hà Nội-Lào Cai phục vụ khách du lịch Sapa. Theo đó, chạy hàng ngày đoàn tàu SP3 xuất phát từ ga Hà Nội và tàu SP4 xuất phát từ ga Lào Cai, đồng thời vẫn cho duy trì chạy đôi tàu SP1, SP2 trên tuyến Hà Nội-Lào Cai. Ngành đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá đối với khách hàng đi tàu trên tuyến Hà Nội-Lào Cai, tiếp tục giảm giá vé tàu cá nhân mua trước ngày đi tàu từ 5 đến 9 ngày được giảm 5%, từ 10 đến 19 ngày được giảm 10%, từ 20 đến 29 ngày được giảm 20%, từ 30 đến 39 ngày được giảm 30% và từ 40 ngày trở lên được giảm 40%. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cát sỏi, lòng sông lắp thiết bị giám sát hoạt động đối với phương tiện khai thác trên địa bàn tỉnh. Thông qua dữ liệu được truyền tự động trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản đã được nâng cao. Tháng 9 năm 2021, Phú Thọ là một trong các tỉnh đầu tiên của cả nước yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản lắp đặt thiết bị giám sát hoạt động của phương tiện khai thác. Đây là thiết bị tự động, sau khi được lắp sẽ truyền dữ liệu định vị phương tiện về hệ thống theo thời gian thực, tần suất 5 phút một lần. Các dữ liệu được truyền là biển số phương tiện, vị trí, tọa độ, thông tin vùng khai thác được cấp phép và cảnh báo cho người dùng khi phương tiện vượt qua ranh giới cho phép khai thác. Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và sự hướng dẫn của Sở Tài nguyên Môi trường, công ty đã tiến hành ký hợp đồng với VNPT Phú Thọ, tiến hành lắp đặt các thiết bị giám sát định vị hoạt động khai thác trên tất cả các phương tiện khai thác tại mỏ cát Lạp Sông Hồng, xã Cao Sái, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sử dụng thả các phao tiêu đánh dấu chỉ giới, mốc giới khai thác, và hiện tại đến nay thì các phao tiêu và các thiết bị vẫn hoạt động. Sau một năm triển khai, đến nay toàn tỉnh đã có 55 trên 67 phương tiện đăng ký đã được lắp đặt thiết bị giám sát, kết nối đồng bộ với phần mềm giám sát thiết bị khai thác đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Thông qua hệ thống giám sát, nếu phát hiện thấy các thiết bị có hiện tượng bị mất tín hiệu, thiết bị định vị và camera giám sát không phản hồi thông tin về hệ thống, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo cho doanh nghiệp tạm dừng hoạt động khai thác để kiểm tra. Sở sẽ chỉ cho phép các phương tiện khai thác hoạt động trở lại sau khi các thiết bị giám sát đã hoạt động ổn định. Thông qua cái hệ thống giám sát thì có thể là theo dõi trực tuyến được cái hoạt động khai thác của các doanh nghiệp về phạm vi, ranh giới, về thời gian khai thác của các doanh nghiệp. Định hướng sắp tới thì Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ sẽ tham mưu hoàn tỉnh sẽ lắp đặt các hệ thống thiết bị giám sát cho toàn bộ các cái hoạt động khai thác khoáng sản ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả các sỏi lòng sông và các mỏ khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát cho phương tiện khai thác, tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khuyến khích Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có mỏ được cấp phép khai thác thành lập tổ giám sát hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông để tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản nhằm hạn chế vi phạm xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.